Ok, Ok, chúng ta sẽ dành ra khoảng xem nào. Đến 9:04 chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Rồi. 9:04 chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, bài hôm nay thì cũng ngắn gọn thôi, đúng không? Nhẹ nhàng thôi. Nhưng bài sau mới là bài hay, được chưa? Cái buổi thứ năm mới là cái buổi hay. Rồi, chào Ti Tút, chào Thế Hưng nhá. Làm được bài không Ti Tút? Cái buổi sau nhá là cái buổi mà các bạn phải xem, được chưa? Cái buổi đấy là vòng tròn lượng giác đa trục, được chưa? Kỹ thuật siêu hay, siêu đỉnh luôn nhá. Để các bạn có thể giải quyết được những cái bài vật lý khó, được chưa nhỉ? Đấy. Rồi, các bạn vẫn học bình thường nhá, nếu các bạn muốn học cứ học bình thường, được chưa? Đấy. À, các bạn nhớ nhá. Hôm qua thì anh có khảo sát các bạn rồi thì anh thấy các bạn chọn buổi thứ hai rất là đông, đúng không? Vậy thì buổi thứ hai chúng ta sẽ tổ chức mini game nhá. À nhầm. Mini test. Mini test vật lý, các bạn sẽ làm được khoảng 20 câu, được chưa? Đấy. Làm nhá, làm để các bạn có thể biết được năng lực của các bạn hiện tại đang ở đâu, được chưa nhỉ? Đấy. Sẽ có sau khi làm xong thì sẽ có lời giải chi tiết cho các bạn nhá. Để các bạn có thể kiểm tra lại. Rồi, ok, chào Thiên Kha. Đấy. Đấy chưa nhỉ? Rồi, 9:03 rồi, 1 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn cho anh xin một chia sẻ nhá, một like và một chia sẻ, được chưa nhỉ? Để ủng hộ anh nhá. Ok. Nào, các bạn comment cho anh đáp án câu đầu tiên nào. Nào, câu đầu tiên mở màn là một câu rất nhẹ nhàng thôi, đúng không? Rất rất là nhẹ nhàng thôi. Nào, các bạn comment cho anh đáp án câu đầu tiên nào. Nào. Rồi, đã thấy có những cánh tay 1A rồi. Hứa Ngọc Hiển 1A đúng không? Béo Vinh 1A. Thanh Trúc 1A, rồi, Thế Hưng 1A. Rồi, ok, 9:04 bắt đầu chiếu luôn. Được chưa nhỉ? Nào, câu đầu tiên nào. Nó hỏi là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng tới biên. Câu này các bạn sẽ làm nào. Nào, các bạn vẫn sẽ dùng cho anh là vòng tròn pha, được chưa nhỉ? Dùng vòng tròn pha sẽ giải quyết những bài này nhanh nhất nhá. Rồi, chào Hữu Tuấn. Rồi, chào các bạn nhá, chào tất cả các bạn nhá. Nào, giải quyết bài này nào. Dùng vòng tròn pha, được chưa? Nào, vẽ cái vòng tròn ra. Đấy. Câu đầu anh sẽ làm cho các bạn. Thật là chi tiết và dễ hiểu, được chưa? Đây là vị trí cân bằng đúng không? Vòng tròn đẹp không? Đẹp, hơi méo tí thôi, đúng không? Đây là vị trí biên âm này. Đây là vị trí biên dương. Nào, bây giờ nó hỏi là thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến biên. Bây giờ đây là vị trí cân bằng đúng không? Mình sẽ có hai cái vectơ ở trên này hoặc là dưới này để đặc trưng cho trạng thái của vật ở vị trí cân bằng, đúng không? Ở trên này là vectơ đi theo chiều âm, vật đi theo chiều âm, còn ở dưới này là vật đi theo chiều dương, đúng không? Bây giờ mình chọn bất kỳ một cái đi, được chưa? Anh chọn bất kỳ một cái vectơ ở dưới này đi. Nào, bây giờ nó hỏi thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến biên. Đây là vectơ ở biên đúng không? Và đây cũng là vectơ ở biên. Đấy, biên âm và biên dương đúng không? Bây giờ mình sẽ quen này. Thời gian đi từ vị trí cân bằng tới biên nhá. Từ đây đến đây là một góc này. Đấy, từ đây đến đây có 90 độ thôi. Và từ đây đến đây cũng là từ vị trí cân bằng tới biên. Được chưa nhỉ? Đấy, nhưng mà góc này nó tận là 270 độ cơ. Các bạn thấy cái góc nào sẽ là ngắn nhất nhỉ? Đương nhiên sẽ là cái góc 90 độ này rồi. Được chưa nhỉ? Đấy, thế nên 90 độ mình sẽ đổi ra chu kỳ là t trên 4, được chưa? Đơn giản không? Câu này rất đơn giản đúng không? Đấy. Câu 1 đáp án A. Đúng không?
Đấy chưa nhỉ? Nào, câu một đáp án nào. Rồi, ok. À, xem nào. Rồi. Hữu Tuấn 1A, Khả Duyên 1A, Ngọc Ánh 1A đúng không? Thanh Trúc 1A. Ok, các bạn làm khá là tốt. Nào, tiếp câu số 2. Câu này các bạn tưởng tượng luôn đấy nhá. Không phải vẽ hình mà tưởng tượng luôn cho anh. Nào, tưởng tượng luôn cho anh xem câu này đáp án gì nhá. Tưởng tượng thì các bạn nhanh này, khoanh luôn được đáp án này, đáp án đúng. Đấy chưa nhỉ? Đấy, bạn nào nhanh khoanh luôn được đáp án này, không cần phải vẽ vòng tròn lưỡng giác nhá. Đấy. Nào, bây giờ vẽ vòng tròn lưỡng giác ra xem có phải đáp án đều nhá. Đấy, nào. Câu số 2 này, vẫn vẽ vòng tròn ra. Được chưa? Đấy. Đây vị trí cân bằng đây đúng không? Âm A này, A này. Vị trí cân bằng đến vị trí có ly độ trừ A trên 2. Trừ A trên 2 nào, thì nó sẽ là ở đây đúng không? Đây là trừ A trên 2 này. Đấy, nó có hai vector. Một là vector trên và hai là vector dưới. Đấy chưa? Nào, vị trí cân bằng cũng có hai vị trí đúng không? Đây, hai vị trí cân bằng đây đúng không? Bây giờ nó hỏi là thời gian ngắn nhất đi từ vị trí cân bằng đến vị trí ly độ trừ A trên 2. Theo các bạn nó sẽ là góc nào nhỉ? Nào, theo các bạn nó sẽ là góc này từ đây đến đây, vị trí cân bằng đến đây đúng không? Hay là góc này đến đây? Và cuối cùng là một góc to từ đây đến đây. Đương nhiên nó sẽ là cái góc nhỏ bé này rồi, đúng không? Đấy, vị trí cân bằng đây. Và đến ngay vị trí trừ A trên 2 đây, nó quét mất một góc là 30 độ. Thấy chưa nhỉ? Đấy, đây là góc 60 độ này. Bạn nào mà chưa biết được góc này góc 60 độ thì anh chỉ nhá. Đây là A trên 2 đúng không? Đây là A. Các bạn ấn arc code ra đúng không? Đấy, ấn arc code của 1 phần 2 ra. Thì nó sẽ ra 60 độ thôi. Còn bạn nào nhớ thì chắc chắn là sẽ làm rất nhanh được chưa? Nhớ cái mà anh bảo hôm trước là code 60 ấy, bằng 1 phần 2 này. Cốt của 30 bằng căn 3 trên 2 này. Cốt của 45 bằng căn 2 trên 2. Đấy, bạn nào nhớ những cái này thì sẽ ấy rất là nhanh. Được chưa nhỉ? Vậy thì 30 độ nó chính là T trên 12. Được chưa? Đơn giản không? Đơn giản không? Rồi, câu 2 đáp án D. Đúng không? Đấy. Rồi, Ngân Hoàng 2D, Thanh Trúc 2D. Được chưa? Hữu Tuấn 2D. Rồi. Phương Nhung 2D, ok. Oh, lành rồi, lành rồi. Đây, đây, đây. Nào, câu số 3. Tưởng tượng nhanh nào. Tưởng tượng nhanh nào các bạn ơi. Đi thi gặp những câu này không được vẽ vòng tròn lưỡng giác. Được chưa? Các bạn phải nghĩ trong đầu luôn. Nào, vị trí cân bằng đến A căn 2 nó sẽ là T trên 8. Được chưa? Nhanh không? Nhanh không? Nào, làm liền một mạch nhé, xong chữa lại một thẻ nhé. Nào, thời gian ngắn nhất đi từ vị trí cân bằng đến ly độ A căn 3 trên 2 nó là bao nhiêu nhỉ? Nào, tưởng tượng nào các bạn. Tưởng tượng nào. Từ từ, cứ nhẩm đã, được chưa? Phải tưởng tượng đã, xong chữa. Tưởng tượng nốt câu này đã, xong chữa câu 3, câu 4 nhé. Nào, vị trí cân bằng đến A căn 3 trên 2 nó là bao nhiêu? Là bao nhiêu nhỉ? Là T trên 6, đúng không? Được chưa? Đấy. Nào, thôi chữa nhá, chữa nhá. Thế thôi, chữa thôi nhỉ. Câu số 3. Nào, vẫn cái vòng tròn lưỡng giác quen thuộc. Đấy. Nào, câu số 3 nhá. Vẫn cái vòng tròn xấu xí. Đấy chưa? Đúng xấu thật. Vị trí cân bằng đến A trên căn 2. A trên căn 2 đây, nó có hai vị trí 45 độ đúng không? Đấy, nó là 45 độ đấy. Nó hợp với. Đấy chưa? Đây, vị trí A trên căn 2 nó ở đây. Vậy thì từ vị trí cân bằng đến A trên căn 2 nó ngắn nhất nó sẽ là góc từ đây đến đây đúng không? Đấy, nó sẽ là góc quét như này. Được chưa? Hoặc là nếu có hai góc quét đây, hoặc là từ vị trí cân bằng đến đây. Đấy, cũng là vị trí A trên căn 2. Nhưng mà nó sẽ đến cái vị trí này mất ít góc hơn đúng không? Góc quét nó sẽ ngắn đi, tương đương thời gian nó sẽ ngắn đi, đúng không? Mà góc này nó chính là 45 độ. Được chưa? Đổi ra nó sẽ là
là T trên 8. Được chưa nhỉ? T trên 8. Câu số 3 đáp án C. Được chưa? Câu 3 đáp án C, ok chưa? Đấy, nào xem nào. Rồi, Béo Vinh 3C, Hữu Tuấn rộng 3X à? Rồi, Thu Hằng 3C, ok. Tiếp nhá. Nào, câu số 4. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí ly độ A căn 3 trên 2. Nào, A căn 3 trên 2, các bạn còn nhớ cái quen thuộc không? Nó là góc bao nhiêu đấy nhỉ? Là góc 30 độ đấy, đúng không? Đây, mình sẽ vẽ cái vòng tròn ra. Vẽ hơi nhiều. Sau buổi này chắc vẽ đẹp lắm. Đấy, đây là vị trí cân bằng đúng không? A căn 3 trên 2 nó là góc 30 độ, được chưa? Đấy. Bạn nào nhớ được cái công thức mấy cái cốt 30 này, cốt 60 và cốt 45 ấy thì sẽ tìm được rất nhanh cái vị trí đấy thôi, đúng không? Đây là A căn 3 trên 2. Được chưa? Đấy. Nào, thời gian ngắn nhất đi từ vị trí cân bằng đến A căn 3 trên 2. Vị trí cân bằng mình cũng có hai cái, đúng không? Nếu mà các bạn lấy cái vector ở trên này, nó quét quét một khoảng rất là lâu, đúng không? Bởi vì chiều vector nó chỉ xoay theo chiều này thôi. Được chưa? Các bạn sẽ phải quét mất một góc rất là to như này. Xong đến đây nữa thì còn nhiều nữa, đúng không? Thế nên mình sẽ phải ngắn nhất thì mình sẽ phải lấy cái vector ở bên dưới này và quay đến cái góc này. Được chưa? Nó sẽ là ngắn nhất nhá. Nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Đây là 30 độ, đúng không? Vậy thì cái góc này nó sẽ là 60 độ. Đổi ra chu kỳ nó sẽ là T trên 6. Đấy chưa? Chu kỳ nó là 360 độ ấy. Các bạn coi nó là 360 độ ấy. Được chưa nhỉ? Vậy thì câu số 4 là đáp án B. Được chưa? Đấy. Câu số 4 đáp án B. Có gì không nhỉ? Nào, được chưa? Câu số 4 được chưa nhỉ? Rồi, ok. Ồ, rồi. Nào, tiếp câu số 5. Câu số 5 nhá. Nó hỏi cái gì đây? Thời gian ngắn nhất vật đi từ ly độ A trên 2 đến ly độ âm A trên 2, đúng không? Câu này đã có sự khác biệt đi một chút rồi, đúng không? Đã khó hơn một chút rồi, nhưng vẫn là câu dễ thôi, đúng không? Không phải là câu khó. Nào, vẫn vẽ vòng tròn lưỡng giác ra thôi. Đấy. Ô này, âm A này, A này, A trên 2. Đây, mình có hai vị trí A trên 2. Được chưa? Hai vị trí A trên 2. Đây, A trên 2 này. À đâu đây? Được chưa? Âm A trên 2 mình cũng có hai vị trí. Được chưa? Âm A trên 2 cũng có hai vị trí. Đấy, một vị trí trên này và một vị trí ở dưới. Đấy. Bây giờ nó hỏi là thời gian ngắn nhất đi từ A trên 2 đến âm A trên 2, đúng không? Nào, bây giờ mình sẽ xét, mình có hai cái vector A trên 2 ở đây. Theo các bạn, góc nào sẽ là góc bé nhất nhá? Góc bé nhất là bao nhiêu đây? Bắt đầu thử quét nhá. Đầu tiên mình xét cái vector ở trên này đi. Được chưa? Nào, đến vị trí A trên 2 là đầu tiên này. Đấy, đến vị trí A trên 2 lần đầu tiên, âm A trên 2 lần đầu tiên nó sẽ mất là 60 độ. Được chưa? Được chưa nhỉ? Đấy, bởi vì đây là 60 độ này. Đây cũng là 60 độ này. Được chưa? Đấy, tiếp đến vị trí âm A trên 2 lần nữa thì đây, nó lại quét đến đây lần nữa. Nó lại mất nhiều góc quét hơn rồi, đúng không? Nó đã mất thêm khoảng độ 60 độ nữa. À đâu, đây là 120 độ nữa. Đấy. Vậy thì bây giờ mình xét đến cái vector này nhá. Nào, cái vector này. Bây giờ mình lại quay, đây quay này. Quay đến đây đã là 180 độ mất rồi, đúng không? Nó đã mất rất nhiều góc quét rồi. Vậy thì cái ngắn nhất nó chắc chắn phải là cái vector này. Đến cái vector này. Được chưa? Góc quét nhá. Và nó mất là 60 độ, đổi ra nó chính là T trên 6. Được chưa nhỉ? Câu 5 đáp án B. Được chưa? Yeah. Câu 5 đáp án B. Rồi. Rồi, Nguyễn Hiền 5B, đúng không?
Ok, tiếp nhá. Sợ thế này nhỉ? Các bạn có đang xem được không nhỉ? Các bạn có đang xem được không nhỉ? Vẫn được đúng không? Rồi. Vẫn được đúng không? Nào, tiếp nhá. Câu số 6. Câu số 6. Đấy, câu số 6. Nào. Các bạn comment cho anh đáp án câu số 6 nào. Nào. Câu số 6 đáp án gì đây? Xem có bạn nào comment đáp án câu số 6 nhá. Nghĩ sao nhỉ? Các bạn chờ tí nhá. Rồi, đã có bạn Hồng Phúc 6A đúng không? Nguyễn Hiền 6D. Nào, đã có hai đáp án khác nhau đúng không? Bây giờ anh sẽ chữa câu này nhá. Nào. Vẫn cái vòng tròn thôi nhỉ. Vẫn cái vòng tròn xấu xí. Vẽ đi vẽ lại 100 lần. Nào. Đây là trừ A đúng không? Bên này là A. Nào, ly đụng trừ A trên căn 2 quen thuộc không? Nó chính là cốt 45 đấy, đúng không? Thì bằng 1 trên căn 2. Vậy thì nó sẽ hợp với cái trục này là 45 độ. Đấy, nó sẽ ở trên này. Trừ A trên căn 2, đây thì nó sẽ là ở bên này, đấy chưa? Đấy, 45 độ ở bên này, đây, 45 độ này. Và ở dưới này nó cũng thế. Đấy chưa? Trừ A trên căn 2 này. Tiếp này. A trên căn 2, đây, A trên căn 2 nó sẽ ở đây, đúng không? Đây là 45 độ. Được chưa? Nào, bây giờ nó hỏi là thời gian ngắn nhất đi từ âm A căn 2 đến A trên căn 2. Được chưa? Nó sẽ là góc nào nhỉ? Nào, nó sẽ là góc bao nhiêu đây? Nãy anh thấy có một bạn comment đáp án A đúng không? Hồng Phúc A, Nguyễn Huyền D đúng không? Nào, xem bạn nào đúng nhé. Đây, nó sẽ là cái góc này. Từ đây đến đây. Được chưa? Đây, trừ A trên căn 2 đến A trên căn 2 ở đây, đúng không? Đấy, nó sẽ là góc 90 độ đấy. Sẽ là góc ngắn nhất. Được chưa? Nếu mà các bạn quét từ đây đến lên trên này nữa, nó sẽ là 180 độ, đúng không? Nó sẽ tốn rất nhiều góc quét. Thế nên cái góc nhỏ nhất ấy, nó phải là từ đây đến đây, được chưa? Đổi ra nó chính là T trên 4. Đấy, 90 độ đấy. Được chưa? 90 độ. Nó chính là T trên 4. Nào, câu 6 phải là đáp án A nhá. Được chưa? Câu 6 phải là đáp án A nhá. Đấy. Ô, sao nhiều bạn 6D thế nhỉ? Ồ. Sao có nhiều bạn 6D thế nhỉ? À rồi, Thu Hằng 6A đúng không? Mỹ Duyên 6A. Ok, Béo Vinh góc 90 độ. Ồ. Rồi, Nguyễn Long 6A. Tiếp nào. Nào, câu số 7. Câu số 7 nào. Làm nhanh nào các bạn ơi. Không được vẽ vòng tròn lượng giác. Đến câu này là phải làm nhanh rồi, đúng không? Đấy, đến câu này là không được vẽ vòng tròn lượng giác rồi. Nào, tưởng tượng thôi, tưởng tượng thôi, đúng không? Nghĩ trong đầu, nghĩ trong đầu. Nghĩ đi, tập suy nghĩ đi, đúng không? Phải dùng não nhiều lên thì các bạn mới rèn luyện được cái khả năng ghi nhớ của mình, đúng không? Nào, nó sẽ bao nhiêu nhỉ? Nó sẽ là T trên 3, đúng không? Đấy, bạn nào làm ra T trên 3 là đúng. Được chưa? Làm ra T trên 3 là đúng. Nào, xem. Rồi, ok. Đã khá nhiều bạn làm ra 7D, không có bạn nào sai, đúng không? Đấy, nào, vẽ thôi, nhỉ? Đấy, phải chữa chi tiết cho các bạn, được chưa? Đấy. Nào, vẽ ra đỡ bị nhầm lẫn. Các bạn nào khó tưởng tượng nhá, cứ vẽ hết ra, không được lười vẽ, được chưa? Nào, A căn 3 trên 2 nó là góc bao nhiêu độ đây? Đấy, nó chính là nào, cốt của 30 đúng không? Thì bằng căn 3 trên 2, được chưa? Vậy thì nó sẽ là hợp với những cái trục này một góc là 30 độ đấy. Được chưa nhỉ? Đấy, nó hợp với đây, 30 độ này. Đấy, 30 độ. 30 độ. Và dưới này cũng thế. Cũng là 30 độ đúng không? Đây cũng là 30 độ này. Đây chính là vị trí của A căn 3 trên 2.
Được chưa? Và bên này tương tự như thế, nó là đấy, dòng xuống. Nó là gì nhỉ? Là a căn 3 trên 2. Bên này là âm nhá các bạn nhá. Nào. Vậy thì góc quét ngắn nhất nó sẽ là góc nào đây? Nào, góc quét ngắn nhất nó sẽ là từ đây đến đây thôi, đúng không? Được chưa? Góc quét ngắn nhất nó sẽ từ đây đến đây. Và nó là 120 độ, đúng không? 120 độ và đổi ra nó chính là T trên 3. Được chưa nhỉ? Đấy. Câu 7 không có vấn đề gì, đúng không? Đáp án là đáp án D. Được chưa? Rồi. Ok. Ok. Rồi ok, Hữu Tuấn 7D. Nào, câu số 8. Tưởng tượng nhanh nào các bạn ơi. Nào. Lại tưởng tượng tiếp, đúng không? Những câu này là phải nghĩ trong đầu luôn nhá. Nào, bao nhiêu nhỉ? A căn 3 trên 2 đến A trên 2, đúng không? Nó là góc bao nhiêu độ đây? Nào, thôi được rồi. Cứ vẽ ra nhá. Vẽ ra thôi, đúng không? Nào. Đây, mình có cái vòng tròn đây. Wow. Đấy. Tròn này đẹp hơn rồi đấy. Bắt đầu đẹp hơn rồi đấy, đúng không? Ô này. A căn 3 trên 2, đúng không? Nó là góc 30 độ đây. A căn 3 trên 2 đây. Nó có hai vector. Ui xấu hết nhỉ. Đấy. Đây là vị trí A căn 3 trên 2 nhá. A trên 2 thì sao? Đây, A trên 2 nó cũng có hai vector. Đấy. A trên 2. Đây là vị trí A trên 2 này. Các bạn nhớ nhá, đây là A căn 3 trên 2. Vậy thì thời gian ngắn nhất nó phải là góc nào đây? Nào, A căn 3 trên 2 đây đúng không? Đây, ví dụ vector ở dưới này đi. À, lấy vector ở dưới này đi. Đến A trên 2. Nào, đến A trên 2 thì nó sẽ là góc này. Đúng không? Một góc to đùng. Được chưa? Thế nếu mình lấy vector ở trên này thì sao? Nó cũng là A căn 3 trên 2 đúng không? Nhưng mà nó chỉ mất một cái góc nhỏ nhỏ này thôi, đúng không? Và góc nhỏ nhỏ này nó chính là 30 độ. Được chưa? Đấy. Đến giờ này mà các bạn vẫn chưa biết được góc này là 30 độ thì phải học lại nhá. Được chưa? Bởi vì góc này là 30 độ này. Đấy. Còn góc to này nó là 60 độ này. Được chưa? Vậy thì đổi ra thời gian nó chính là T trên 12. Đúng không? T trên 12. Nào, câu 8 đáp án gì đây? Nào, câu 8 đáp án là D. Được chưa? Câu 8 đáp án D. Đấy. Nào. Ô. Có bạn ra T trên 5 à? Phải xem lại nhá. Ra T trên 5 là phải xem lại nhá. Được chưa? Nào, rồi, thì cô là D đúng không? Đăng khoa T trên 12. Rồi. Ok, ok. Tiếp. Nào, câu số 9. Nào, câu số 9. Các bạn chờ tí nhá. Nào, câu số 9 nào. Thôi, câu này các bạn sẽ tưởng tượng nhanh cho anh, thấy chưa? Để dành thời gian làm những câu khác khó chịu hơn. Nào, biên dương đến trừ A trên 2 nó sẽ là T trên mấy nhỉ? Ô từ từ. Thời gian ngắn nhất đi từ biên dương đến vị trí ly độ trừ A trên 2 nó sẽ là T trên 3, đúng không? Đấy, bạn nào mà đoạn này không theo kịp là các bạn phải vẽ vòng tròn lượng giác ra nhá. Được chưa? Nó là T trên 3. Được chưa nhỉ? Nào, tiếp câu số 10 nào. Câu 9 đáp án D, đúng không? Câu số 10. Thời gian ngắn nhất đi từ biên âm đến ly độ đến vị trí có ly độ trừ A trên 2. Nào, tiếp tục tưởng tượng, đúng không? Nó sẽ là bao nhiêu đây? Sau 8 câu vẽ hình thì giờ các bạn phải tưởng tượng rồi chứ, đúng không? Phải tưởng tượng được rồi. Nó sẽ là T trên 6, đúng không? Đấy, chắc chắn không thể sai được rồi. Chưa làm gì luôn nhá, anh chưa hề vẽ hình hay làm gì nhá. Để nháp chống không này, đúng không? Các bạn phải tưởng tượng ra. Được chưa? Rồi, câu 10 đáp án B. Tu Hằng 10B, Huyền Linh 10B, đúng không? Hữu Tuấn 10B, Nguyễn Long D là đáp án gì đấy em?
Các em cố gắng comment đáp án câu với đáp án ở trước nhá. Cái số câu ở phía trước ấy. Đấy. Thì anh còn biết các bạn làm đúng hay làm sai chứ, đúng không? Các bạn comment đọc đáp án, đọc số D thì anh làm sao biết được các bạn đấy comment câu gì, đúng không? Nào, câu số 11. Rồi, xong 10 câu đầu tiên, đúng không? Hôm nay chúng ta có khoảng độ hai mấy câu này, đúng không? Nào, câu số 11. Nào, câu số 11. Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ dao động là T, đúng không? Thời điểm ban đầu vật ở ly độ x bằng A, tức là đang ở biên dương, đúng không? Nó hỏi sau 3T trên 4 thì vật ở ly độ nào, đúng không? Nào, câu này mình sẽ xử lý như nào? Đầu tiên mình cứ dùng vòng tròn lượng giác, đúng không? Đấy, cái vòng tròn lượng giác hoặc các bạn gọi là vòng tròn pha cũng được, nó cũng như nhau thôi, đúng không? Đấy, bởi vì nó liên quan đến pha dao động mà, đúng không? Nào, đấy, ban đầu vật ở biên dương thì vector của vật ở đây, đúng không? Vector của vật sẽ ở đây. Đấy, các bạn viết thêm x tại thời điểm t bằng 0, tức là thời điểm ban đầu nó nằm ở cái vector của nó ở đây. Bây giờ nó hỏi là sau 3t trên 4 thì vật ở ly độ nào, đúng không? Nào, 3t trên 4 các bạn lại đổi ra góc cho anh. Đổi ra góc nó là 270 độ, đúng không? Nó là 270 độ. Vậy thì các bạn quay đi, quay 270 độ cho anh, được chưa? Nào, 90 độ này, từ đây đến đây được 90 độ này, được chưa? Tiếp 90 độ nữa này, đây 90 độ nữa, đủ 270 độ chưa? Được chưa nhỉ? Đấy, và ban đầu lúc này nó đang ở đây, ly độ của nó là 0, được chưa? Được chưa nhỉ? Câu 11 là đáp án C. Đấy. Có gì thắc mắc không? Không có gì thắc mắc đúng không? Nào, chuyển qua câu số 12. Nào, câu số 12 nhá. Nào, một vật dao động điều hòa biên độ A, chu kỳ T. Thời điểm ban đầu nó ở ly độ là x bằng A trên 2. Nào, vẽ tiếp. Thôi, vẽ tiếp cho hình nó đỡ bị trùng hình, nhìn xấu lắm, đúng không? Đấy. Ban đầu nó A trên 2, đúng không? A trên 2 đây. Đấy, A trên 2 đây. Và đang chuyển động theo chiều dương. A trên 2 thì mình sẽ có hai cái vector, đúng không? Nhưng mà đang chuyển động theo chiều dương thì nó phải ở vector bên dưới. Được chưa nhỉ? Nó phải ở vector bên dưới. Đây, ban đầu nó ở đây. Đấy, x tại thời điểm t bằng 0. Được chưa? Đấy. Bây giờ nó hỏi là sau đó 2 phần 3 chu kỳ thì vật ở ly độ nào, đúng không? Sau đó 2 phần 3 chu kỳ thì vật ở ly độ nào? Nào, mình đổi 2T trên 3 nó sẽ bằng bao nhiêu độ nhỉ? Nó sẽ là 240 độ. Được chưa? Nó chính là 240 độ. Và từ đây mình sẽ quay tiếp 240 độ đi. Được chưa? Đấy. Quay theo đúng cái chiều vector quay. Nào, đây là góc 60 độ này, 60 này, tiếp 90 này, là 150 rồi, đúng không? Mình phải quay tiếp thêm là 90 nữa. Đấy, nó sẽ quay đến đây. Và lúc này nó đang ở vị trí là biên âm, đúng không? Đây, x tại thời điểm t bằng 2t trên 3. Đấy, nó đang ở đúng cái vị trí này. Được chưa nhỉ? Câu 12 là đáp án D. Được chưa? Đấy, câu 12 đáp án D. Nào, xem nào. Rồi, ok. Thế hơn 12D à? Ok, rồi. Tiếp. Câu số 13. Nào, câu số 13. Một vật dao động điều hòa biên độ A này, chu kỳ dao động là T. Thời điểm ban đầu nó ở ly độ là x bằng A trên 2, đúng không? Và đang chuyển động theo chiều âm. Đây thì ban đầu nó đang ở đây luôn. Tận dụng cái hình vẽ nhá. Đây. X tại thời điểm t bằng 0 nó đang ở đây. Được chưa? Chuyển động theo chiều âm này, sau đó 2/3 chu kỳ thì ở ly độ bao nhiêu? Đấy, mình lại quay 240 độ nữa. Đúng không? Đây là 30 độ này. Đây nó sẽ vậy thì nó sẽ ở chính cái này luôn. Được chưa? Nó sẽ ở chính cái vị trí là A trên 2 luôn. Đấy, quay 240 độ thì có phải nó về đây, đúng không?
Đấy, nó về đúng cái vector này này. Được chưa? Câu 13 là đáp án B nhá. Ok. Câu 13 đáp án B. Rồi, Huyền Linh 13B, Nguyễn Long 13B. Có chứ? Nhớ Nguyễn Duy chứ? Quên nào được, đúng không? Những bạn nào tích hay tích cực, những bạn 2K3 tích cực comment anh nhớ hết mà, đúng không? Tiếp nhá. Câu 14. Nào, câu số 14. Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ dao động là T. Thời điểm ban đầu vật ở biên âm, đúng không? Sau 5/6 chu kỳ thì vật ở ly độ bao nhiêu? Nào, thôi, câu này anh sẽ giao cho các bạn tưởng tượng nhá. Không vẽ câu này nữa mà câu này các bạn sẽ phải tưởng tượng cho anh. Được chưa? Nào, tưởng tượng xem nào. Tưởng tượng xem có bị sai không? Bạn nào ra được đáp án này là đáp án đúng rồi. Đấy. Câu 14 đáp án C đáp án đúng rồi. Đấy chưa? Đấy, ban đầu từ biên âm mình quay tiếp. Đây, 5T/6 thì nó là 300 độ, đúng không? Đấy, mình quay tiếp 300 độ thì nó sẽ về đúng cái vị trí là x bằng -A/2. Được chưa? Đấy, câu 14 đáp án C nhá. Được chưa? Rồi, Huyền Linh 14C. Đỗ Thị Ánh Tuyết x bằng A/2 à? Nó phải là -A/2 nhá. Ánh Tuyết nhá. Ok, Nguyễn Duy. Rồi, câu 14 phải là đáp án C nhá các bạn nhá. Được chưa? Rồi, Hữu Tuấn 14C. Tiếp, câu số 15 nào. Câu số 15. Nào, một vật dao động điều hòa có phương trình là x bằng 5 cos πt/3, đúng không? Đây, nó phải là này thì các bạn dễ bị nhầm, 5 cos này. π/3 nhân t, đúng không? Đấy. Tức là cái omega của nó sẽ là π/3. Được chưa? Nào, tại thời điểm T1, đấy, ly độ của nó là x bằng 4 cm. Được chưa? Tại thời điểm nó có ly độ là 4 cm. Vậy thì tại thời điểm là T1 + 3, nó có ly độ là bao nhiêu? Nào, bây giờ câu này mình phải dùng vòng tròn lượng giác thôi, đúng không? Dùng vòng tròn lượng giác nhá. Đấy, em bảo vòng tròn lượng giác là một công cụ nó gần như đa năng ấy, thấy chưa? Giải quyết rất là nhiều bài toán khó của chương 1 nhá. Sắp tới sẽ kết hợp với vòng tròn lượng giác đa trục nữa, các bạn sẽ thấy được đỉnh của chóp luôn, đúng không? Nào, đây là -5 này. Đấy, 5 này. Pha ban đầu nó là 0, đúng không? Mà cũng chả cần pha ban đầu, mình biết là omega bằng π/3 đã. Và từ đây mình sẽ suy ra được là T bằng mấy đây? T là 2π chia omega, đúng không? 2π chia π/3. Thôi không nhỉ nhá. Kinh nghiệm của anh là không nhỉ. Nó là 6. 6, T bằng 6. Được chưa? Vậy thì thời điểm ban đầu nhá, mình có ly độ là 4, đúng không? Vậy thì mình lấy nó là 4 đi, bất kỳ đi, nó là 4. Đây, nó nằm ở đây, không cần biết là góc bao nhiêu. Đấy, bởi vì bài này nó rất là đặc biệt nhá. Các bạn nhìn này, tại thời điểm T1 + 3 giây, 3 giây nó là 3 giây ấy, nó chính là bằng T/2 đấy. Đúng không? Bài này nó chỉ khác với những cái bài trên này, nó là đây nó cho giây thôi, đúng không? Và mình đổi ngược lại thì nó là T/2. Tức là ban đầu nó cho thời điểm ban đầu có thể x tại thời điểm T bằng 0 nó ở đây, đúng không? Và nó hỏi là sau nửa chu kỳ nữa thì nó có ly độ là bao nhiêu, đúng không? Nửa chu kỳ thì các bạn lại đổi ra độ nó là 180 độ, đúng không? Đây, nó quay đến đúng bên đây. Mà gióng xuống nó sẽ là -4. Được chưa? Đấy, câu này nó đặc biệt như thế. Và ở đây nhá, ví dụ mà tại thời điểm ban đầu nó ở đây đi. Đấy. Vậy thì quay 180 độ nó cũng sẽ là ở vị trí -4 thôi. Đúng không? Đấy, bài nó đặc biệt một chút như thế nhá. Được chưa nhỉ? Câu số 15 là đáp án C, đúng không? Đấy. Câu 15 phải là đáp án C nhá. Nào, tiếp. Rồi, Hữu Tuấn 15C, đúng không? Huyền Linh 15C. Chữ trực tiếp à? Ồ, rồi, ok, chữ trực tiếp.
Nào, câu số 16. Nào. Câu số 16. Bài tập vận dụng đúng không? Đấy, nó đã bắt đầu nâng mức vận dụng lên một chút rồi. Được chưa? Đấy. Ra rồi. Rồi, tiếp nhá. Câu số 16. Nào. Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ là 10 cm này, tần số góc là 10 radian, đúng không? Từ tần số góc, nào, tần số góc mình phải suy ra được chu kỳ đã. Những cái bài toán thời gian ấy liên quan đến thời gian ấy, các bạn phải tìm ngay chu kỳ cho anh, được chưa? Nó sẽ là 2pi trên t đấy. Và từ đây suy ra t nó sẽ bằng nào là 2pi trên 10, nó là pi trên 5, đúng không? Nó là pi trên 5 giây. Ok chưa? Tiếp. Đấy. Bây giờ nó hỏi là khoảng thời gian ngắn nhất để đi từ ly độ 3,5 cm đến ly độ 10 cm, đúng không? Kinh nghiệm là dùng vòng tròn lượng giác, đúng không? Đấy. Được chưa? Ô này, âm 10 này, đây là 10. Dương 3,5 đúng không? Thì nó sẽ nằm ở đây, đây. Dương 3,5 nó sẽ nằm ở đây. Đấy. Đấy, nó có hai cái vị trí dương 3,5. Và để khoảng thời gian là ngắn nhất thì nó sẽ phải quét là từ đây đến đây thôi, đúng không? Đấy, các bạn luyện tập rất là nhiều những cái câu ở phía trước rồi. Câu này phải nhìn nhanh luôn, nó chính là cái góc này, đúng không? Vậy thì góc này nó sẽ là bao nhiêu đây? Nào. Bây giờ nó không vào trường hợp đặc biệt nữa, đúng không? Thì các bạn lại ấn arc code thôi, đúng không? Đấy. Đây là góc alpha này. Code của alpha sẽ là đây. Thôi, viết ra rõ ra các bạn dễ nhá. Code của alpha sẽ là 3,5 trên 10. Đúng không? Đây, đây là góc alpha nhá. Đặt nó góc alpha. Vậy thì bây giờ mình sẽ ấn arc code của 3,5 trên 10. Đấy. Xem nó đây. Nó mất khoảng 69,51 độ, đúng không? Đấy, 69,51 độ. Bây giờ các bạn phải đổi ra chu kỳ xem nó là bao nhiêu chu kỳ, đúng không? Các bạn bằng cách chia cho 360. Đấy, anh bảo rồi, đúng không? Bằng đây, nó sẽ là 0,193 t. Được chưa? Đấy, nó sẽ mất một khoảng thời gian là 0,193 chu kỳ. Được chưa? Nào, bây giờ mình sẽ lấy 0,193 nhá, nhân với chu kỳ là pi trên 5, đúng không? Nhân với pi trên 5 bằng đây, thời gian của nó là 0,121 giây. Được chưa? Số rất là xấu. Nào, câu 16 là đáp án B, đúng không nhỉ? Đấy. Câu 16 là đáp án B. Được chưa? Rồi, ok, Hữu Tuấn 16B, Huyền Linh 16B. Tiếp, nào, câu số 17. Câu số 17. Đấy, câu 17 vẫn thế thôi, đúng không? Đấy. Nào. Câu số 17. Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ là 9, chu kỳ là 0,9 giây, nó cho luôn chu kỳ rồi. Khoảng thời gian ngắn nhất đi từ vị trí ly độ 3 đến vị trí ly độ 4, đúng không? Nào. Vẽ vòng tròn lượng giác ra, đúng không? Vòng tròn lượng giác. Đấy. Đây là biên âm và đây là biên dương, đúng không? Vị trí ly độ 3 đây, ngắn nhất thì nó sẽ nằm ở đây. Đấy, đây là vị trí của ly độ 3 này. Vậy thì khoảng thời gian ngắn nhất nó sẽ là cái góc từ đây đến đây, đúng không? Đấy. Nó sẽ là góc từ đây đến đây. Nào. Tương tự như thế, ấn arc code của 3/4 bằng 41 độ, đúng không? Bây giờ các bạn lại phải đổi ra chu kỳ bằng cách chia cho 360. Đấy. Nó là 0,115 chu kỳ. Được chưa? Được chưa nhỉ? Đấy. Ô. Xong các bạn sẽ nhân với 0,9, đúng không? Đấy, nhân với 0,9. Chu kỳ là 0,9 giây mà, đúng không? Đấy, nó cho chu kỳ là 0,9 đây, nhân 0,9 thôi. Bằng 0,135, đúng không? 0,135. Câu 17 là đáp án A. Được chưa?
Câu 17 đáp án A. Ok chưa? Rồi, đơn giản đúng không? Đấy. Những cái buổi đầu tiên ấy, nó chỉ là những cái buổi giúp cho các em làm quen với vật lý 12 thôi. Để cho các em sẽ không bao giờ bị ngợp, đấy chưa? Đấy. Và những cái buổi sau ấy, khi nào đến cái buổi học nâng cao ấy, các bạn sẽ hiểu là những cái buổi này nó quan trọng như thế nào. Được chưa nhỉ? Tại sao các anh lại dạy các bạn từ đơn giản và cơ bản nhất, để khi học nâng cao các bạn có thể biết chất lọc dữ kiện từ những cái bài toán nâng cao, được chưa? Tách nghĩa những cái từng câu một của những cái dạng nâng cao đấy, và các bạn sẽ được một cái bài từ những bài toán dễ nhá, các bạn sẽ tổng hợp được lại thành những cái bài toán khó, được chưa nhỉ? Đấy, thế nên những buổi đầu các bạn không phải lo, cứ học từ từ thôi, nhởn nha thôi, được chưa nhỉ? Đấy. Nào, câu số 18. Một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn đường PQ. Rồi, vậy thì đoạn đường PQ mình cứ vẽ ra thôi, đúng không? Đây là P, giống kiểu biên âm biên dương thôi mà, đúng không? Văn vở đi một tí thôi. Nào, thời gian ngắn nhất để vật đi từ P đến Q là 0.25 giây. Tức là, đây mình biểu diễn trên vòng tròn lượng giác nha. Thôi cứ từ từ đã. O là trung điểm của PQ. Đây, O là trung điểm của PQ. Đấy. E là trung điểm của OQ. Đây là E này. Đấy chưa? Bây giờ nó hỏi là thời gian ngắn nhất đi từ E đến Q. Đấy. Nó chả khác gì cái bài này, được chưa? Đây, nó sẽ chả khác gì cái bài này các bạn ạ. Đấy, cái bài này này. Hai đầu nó là biên dương, đúng không? Đây là biên âm. Biên âm tượng trưng cho P, được chưa? Còn biên dương tượng trưng cho Q. Vị trí O vẫn thế. Vị trí E nó là trung điểm của OQ, đúng không? Thì nó sẽ chính là trung điểm của từ O đến A đấy. Đây, được chưa? Đây chính là cái điểm E. Đấy. Mình biểu diễn trên vòng tròn lượng giác thì nó là thế, được chưa? Bây giờ nó cho cái gì đây? Thời gian ngắn nhất đi từ P đến Q, tức là thời gian ngắn nhất đi từ biên âm đến biên dương nó là 0.25 giây. Tức là đây, thời gian ngắn nhất nó sẽ từ đây đến đây, đúng không? Nó là T trên 2 bằng 0.25 giây. Được chưa? Từ đây mình sẽ suy ra là T bằng 0.5 giây. Đấy, T bằng 0.5 giây. Được chưa? Nào, bây giờ nó hỏi gì đây? Thời gian ngắn nhất đi từ E tới Q. Đấy. Thời gian ngắn nhất đi từ E tới Q. Vậy thì mình sẽ có nó chính là cái góc này thôi, đúng không? Đấy. Bài này nó chỉ văn vở đi một tí thôi, đúng không? Chứ nó không có gì khó nhá. Nó là, đây là góc 60 độ này. Vậy thì nó chính là T trên 6. Đấy chưa? Nào, bằng 0.5 trên 6. Đâu, đáp án là bao nhiêu đây? Ấn ra nhá, 0.5 chia 6 bằng 1/12 giây, đúng không? Đấy. Câu 18 là đáp án, đáp án D. Ok chưa? Đấy, câu 18 sẽ là đáp án D. Nào, câu tiếp. Từ từ xem. Đây rồi, đây rồi. Nào, rồi, Hữu Tuấn 18D. Thu Hằng 18A. Thu Hằng phải xem lại một chút nhá. Được chưa? Ô, 18A à? 18D mà nhỉ các bạn nhỉ? 18D nhỉ? 18 phải là D chứ nhỉ các bạn nhỉ? Sao lại có mấy bạn comment đáp án A này? Rồi, ok, không sao. Không sao, được phép nhầm, đúng không? Những đi học thì mình được phép nhầm, nhưng mà đi thi thì không được phép nhầm nhá. Câu số 19. Nào. Câu số 19. Vật dao động điều hòa này, thời gian ngắn nhất đi từ cân bằng đến ly độ cực đại là 0.1 giây. Chu kỳ dao động của vật là. Ồ, câu này quá là quen thuộc rồi, đúng không? Câu này quá là quen thuộc rồi. Nào, nghĩ trong đầu luôn, thời gian ngắn nhất đi từ cân bằng đến ly độ cực đại, tức là biên dương, đúng không? Vị trí cân bằng đến biên dương. Đấy. Thời gian ngắn nhất nó chính là góc 90 độ đấy, đúng không? Nó chính là T trên 4. Được chưa? T trên 4. Và mình sẽ có được nó chính là bằng 0.1 giây. Vậy thì suy ra là chu kỳ nó sẽ bằng 0.4 giây. Được chưa?
chu kỳ nó sẽ bằng 0,4 giây nhá. Rồi, câu 19 là bản D, đúng không? Đấy. Rồi, Huyền Linh 19D, rồi Nguyễn Long 19D, đúng không? Nào, tiếp câu số 20. Câu số 20. Cái gì đây? Lại biến đổi đi một chút rồi, đúng không? Đấy, lại biến đổi đi một chút. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật cách vị trí cân bằng một khoảng nhỏ hơn nửa biên độ. Cách vị trí cân bằng nhỏ hơn một khoảng nửa biên độ, tức là nhỏ hơn một khoảng là A trên 2 đấy, đúng không? Đấy, nào. Bây giờ mình sẽ vẽ cái vòng tròn ra nhá. Xử lý bài này như thế nào nhá. Được chưa? Câu này sẽ có bạn bị nhầm, nhưng mà xem kiểu gì cũng có bạn bị nhầm. Nhỏ hơn nửa biên độ đúng không? Đây, O này, âm A này. Đấy, đây là A này. A trên 2 đây này. Đây là A trên 2. Đúng không? Bây giờ nó bảo là cách một khoảng nhỏ hơn nửa biên độ. Đấy, cách một khoảng nhá, tức là mình phải lấy cả bên này nữa. Được chưa nhỉ? Chứ mình không được phép là lấy độc cái này đâu, độc bên vế bên này đâu, được chưa? Nó giống như kiểu độ lớn ấy. Và trong khoảng từ đây đến đây, mình sẽ có những cái vị trí mà nó cách vị trí cân bằng là nhỏ hơn A trên 2. Được chưa? Nào, xem góc quét nó là bao nhiêu nhá. Đây, những cái vector ở trong cái khoảng này này, từ đây đến đây này, nó sẽ cho những cái vị trí có ly độ là nhỏ hơn A trên 2. Được chưa? Đấy, thế nên mình sẽ có những cái góc quay này, từ đây đến đây là 1 này. Được chưa? Và từ đây đến đây là 2. Nhá. Và tổng góc quay của nó sẽ là đây là 60 này. Đây cũng là 60 này. Và đổi ra nó chính là 120 độ. Được chưa? À, tổng cộng nó là 120 độ. Đổi ra nó sẽ là T trên 3. Được chưa nhỉ? Đấy, chứ các bạn phải đọc kỹ cái câu này nhé. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật cách vị trí cân bằng một khoảng nhỏ hơn nửa biên độ. Được chưa? Tức là bên này, khi mà vật nằm ở bên này này cũng thỏa mãn. Được chưa? Nằm ở đây cũng thỏa mãn này, nằm ở đây thỏa mãn này, nhưng mà nằm ở đây sẽ không thỏa mãn. Được chưa? Đấy. Bởi vì đây là vị trí âm A trên 2 này, đây là vị trí A trên 2 này. Được chưa nhỉ? Nào, câu 20 đáp án gì đây? Đáp án A, đúng không? Đấy. Câu 20 sẽ là đáp án A nhá. Rồi, mặt cuối rồi, còn 4 câu cuối cùng thôi, đúng không? Đấy. 20C à? Hữu Tuấn 20C đúng không? Đấy. Kiểu gì có bạn nhầm mà, đúng không? Ô. Ô. Sao nhìn phát biết góc đó là 60 độ được ạ? À, bởi vì các bạn phải luyện tập rất là nhiều nhá. Đây này, đây là góc 60 độ, được chưa? Đây là vị trí A trên 2 này. Đấy, đây là vị trí A trên 2. Các bạn còn nhớ cái anh bảo không? Cốt 60 bằng bao nhiêu? Bằng 1 phần 2 thôi, đúng không? Vậy thì cứ mình thấy A trên 2 thì đây nó sẽ là 60 độ, được chưa? Tương tự trừ A trên 2 thì bên này nó cũng là 60 độ này. Các bạn làm nhiều nó sẽ là quen ngay thôi mà, được chưa? Vậy thì cái góc này nó sẽ là 30 độ. Mỗi bên nó sẽ là 30 độ. Và tổng vào nó sẽ là 60 độ. Tương tự ở bên dưới này nó cũng y hệt như thế thôi mà, đúng không? Và tổng của nó sẽ là 120 độ nhá. Được chưa? Câu 20 phải là đáp án A. Được chưa nhỉ? Đấy, sẽ có bạn bị nhầm mà. Các bạn phải đọc kỹ lại cái câu đấy vào. Được chưa? Nào. Tiếp câu số 21 tương tự như thế, đúng không? Đấy, câu số 21 tương tự như thế. Nào, vẽ ra nhé. O này, âm A này. Đây là bao nhiêu nhỉ? Đây nó chính là A căn 3 trên 2 đấy, đúng không?
căn 3 trên 2 thì mình sẽ có nó là góc bao nhiêu nhỉ? Nó là góc 30 độ, được chưa? Đấy, vector hợp với cái vector này nó là 30 độ. Được chưa? Bởi vì cos 30, nhắc lại cho các bạn một lần nữa, bằng căn 3 trên 2. Nhá. Các bạn phải nhớ những cái đấy thì giải bài tập nó mới nhanh được, đúng không? Đấy. Được chưa? Đấy, tương tự bên này cũng thế. Ôi xấu ấy. Đây là 30 này. 30 này. Vậy thì những cái khoảng thời gian nó phải là gì nhỉ? Là từ đây đến đây này. Đấy, từ đây đến đây là thứ nhất này. Và lại từ đây đến đây là thứ hai này. Được chưa? Đấy. Được chưa? Và nó chính là 240 độ, đúng không? Bởi vì trên này là 120 này, và dưới này cũng là 120 này. Được chưa? Và đổi ra nó sẽ là 2t trên 3. Ok chưa? Đấy. Rồi. Câu 21 là phải đáp án B nhá. Được chưa? Câu 21 là đáp án B. Rồi, Chu Thị Thu Hằng 21B, đúng không? Ồ. Sập tới chim à? Có xem được không nhỉ các bạn nhỉ? Sập từ chim à? Có xem được nữa không nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn thử comment xem mà. 21B đúng không? Rồi, ok, tuần 21B. Nào, câu số 22. Đấy, câu số 22. Một vật dao động điều hòa, đây phương trình của nó đây, đúng không? Đấy, trong đó biên độ A bằng 8 này, omega pi trên 6 này, pha ban đầu nó là pi trên 6. Khoảng thời gian tối thiểu để vật đi từ vị trí ly độ 4 đến vị trí ly độ âm 4 căn 3, đúng không? Đấy, câu này thì đơn giản rồi, các bạn đã làm rất là nhiều rồi, được chưa? Đấy, làm rất là nhiều rồi, thế nên là câu này không được phép sai nhá. Nó chỉ khác ở chỗ là các bạn xác định góc thôi, đúng không? Những cái bài này các bạn phải xác định thêm góc thôi. Được chưa? Trừ 8, đây 8 này. 4 thì nó nằm ở đây, nằm ở đúng nửa. Đấy, và đây sẽ là góc bao nhiêu nhỉ? Đây sẽ góc bao nhiêu đây? Làm từ đầu đến giờ các bạn phải biết đây góc bao nhiêu chứ. Nó là 60 độ. Được chưa? Đấy, đây. 4 thì nó có hai vị trí. Đây cũng là 60 này. Tiếp, âm 4 căn 3. Âm 4 căn 3 thì nó phải nằm ở bên này thôi, đúng không? Đây, âm 4 căn 3 nhá. Nào, các bạn có nhớ góc này là góc bao nhiêu độ không? Góc quen thuộc bao nhiêu không? Thử nhá. Lấy 4 căn 3 chia 8. Đây, nó ra căn 3 trên 2. Thấy nó đặc biệt chưa? Nó là góc 30 độ đấy, đúng không? Đấy, nó là góc 30 độ đấy. Đi thi thường là nó sẽ cho vào những cái trường hợp như thế, đấy chưa? Những cái trường hợp cos 30 này, cos 60 và cos 45, đấy chưa? Nó là những cái trường hợp đẹp. Mà đi thi thường người ta sẽ cho đẹp, đấy chưa nhỉ? Còn những bài khó mới cho xấu thôi, đấy chưa? Đấy, đây là âm 4 căn 3. Đây là góc 30 độ này. Được chưa? Nào. Tròn xấu thế nhỉ? Vẽ mười mấy cái vòng tròn rồi vẽ vẫn xấu ạ. Nào, bây giờ nó hỏi là khoảng thời gian tối thiểu, đúng không? Thì nó phải là cái góc nào đây? 1 tỷ lần rồi, đúng không? Là 1 tỷ lần rồi thì chắc chắn các bạn phải xác định được cho anh nó là góc này, đúng không? Nó là cái góc bé nhất để đi từ ly độ 4 đến âm 4 căn 3. Được chưa? Các bạn cũng có thể quét xuống góc này nhưng nó sẽ mất nhiều góc hơn, đúng không? Đấy, nó hỏi khoảng thời gian tối thiểu, tức là ý của nó là góc tối thiểu ấy quét là bao nhiêu, được chưa? Và góc này nó chính là 90 độ đấy, đúng không? Đây, từ đây đến đây là 180 độ này, đây là 60 độ, đây là 30 độ thì trừ đi nó phải là còn là 90 độ không? Đúng chưa? Đúng chưa nhỉ các bạn? Nó chính là T trên 4 đấy. Nào, bây giờ mình sẽ tính chu kỳ thôi. Chu kỳ sẽ là 2P trên 7P, nó là 2/7. 2/7 chia 4. 2/7 chia 4, đáp án của nó là 1/14 giây, đúng không?
Đấy, câu 22 là đáp án C nhá. Câu 22 đáp án C. Ok chưa? Rồi, Thu Hằng 22C, Hữu Tuấn 22C đúng không? Đấy, Nguyễn Long 22C. Tiếp nhá. Còn hai câu cuối cùng thôi. Đấy, hai câu cuối cùng thôi. Cũng là hai câu đơn giản thôi, được chưa nhỉ? Buổi sau mới là buổi hay. Buổi này mình chỉ học gọi là cách cắt nghĩa giữa kiện thôi, đúng không? Làm một bài toán nhỏ trong những bài toán lớn thôi. Được chưa? Đi một bước nhỏ để tiến thêm nhiều bước lớn, đúng không? Nào, câu 23. Đấy. Câu 23. Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T trên trục gỗ X này, trong một chu kỳ khoảng thời gian vật nhỏ có li độ X lớn hơn bằng 3 là T trên 3. Hay không? Bây giờ nó lại hỏi ngược lại này. Bây giờ nó lại hỏi biên độ dao động của vật cơ. Đấy, nó cho ngược lại cơ các bạn ạ. Đấy, nào, câu này mình sẽ xử lý như thế nào? Nào, xử lý như nào đây? Đây, mình sẽ có dùng vòng tròn lượng giác thôi, đúng không? Chắc chắn là phải vòng tròn lượng giác rồi. Giải bằng sin cos thì có lâu, các bạn học giải sin cos ấy thì làm mất nhiều thời gian lắm. Được chưa nhỉ? Đấy, nào, vị trí O đây nhá, biên độ chưa biết đúng không? Mà chưa biết, mình cứ lấy đại vị trí 3 ở đây đi. Đấy, mình cứ lấy đại vị trí 3 ở đây đi. Được chưa? Nào, đóng lên. Đấy, bạn nào. Để cho nó thỏa mãn cái điều kiện này thì cái góc quay nó phải là từ đâu đến đâu? Nhá, các bạn nhá. Đấy nhá. Khi mà vectơ ở đây gióng xuống nó chính là 3, được chưa? Và khi mà vectơ nó tiến thêm một chút thì chắc chắn nó sẽ nó cho li độ lớn hơn 3, đúng không? Vậy thì góc quay của nó phải là từ đây đến đây. Được chưa? Cái khoảng thời gian để li độ nó lớn hơn bằng 3 là nó sẽ đi từ đây đến đây. Đấy. Nó sẽ cho li độ nó lớn hơn 3. Được chưa? Và góc quay này đầu bài nó cho là T trên 3. Đổi ra nó là 120 độ. Được chưa? Vậy thì cả cái góc quay to này nó là 120 độ. Chia nhỏ ra mỗi một nửa này nó sẽ là 60 độ. Đúng không? Nửa này cũng sẽ là 60 độ. Đấy. Vậy thì từ đây mình sẽ tính ra được A rồi. Đúng không? Đấy. Đây, mình có cả cái cạnh này này, có góc này. Vậy thì tính cạnh còn lại đơn giản thôi. Đúng không? Được chưa? Nào. Thôi tính thủ công tí nhá. Cos 60 bằng tí đây. Bằng 3 trên A. Đúng không? Và từ đây suy ra A nó sẽ bằng 6. Đấy, giải thủ công nó sẽ là như thế. Còn bạn nào nhanh ấy, các bạn nhìn thấy đây là góc 60 này, nó cho li độ là 3. Vậy thì biên độ chắc chắn là gấp đôi lên rồi. Được chưa? Đấy. Được chưa nhỉ? Rồi, câu 23 là đáp án C. Đúng không? Câu 23 đáp án C. Ok chưa? Rồi, Hữu Tuấn 23C, Huyền Linh 23C. Tuấn Kiệt B à? Tuấn Kiệt 23B à? Tuấn Kiệt phải xem lại nhá. Được chưa? Nào, câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay. Đấy, câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay là chúng ta đã kết thúc xong bài toán về thời gian. Được chưa? Sắp tới mình sẽ học về bài toán về đầu tiên là kỹ thuật đa trục này. Bật mí trước cho các bạn nhé, sẽ học kỹ thuật đa trục này, bài toán quãng đường này, gì nhỉ, đồ thị này, ui còn nhiều lắm các bạn ạ, nhá. Các bạn mà theo anh đến cuối năm thì anh tin là các bạn sẽ được điểm tốt thôi, đúng không? Nào, câu số 24. Chương 1 anh sẽ dạy rất là kỹ nhá, thế nên chương 1 sẽ học rất là nhiều buổi luôn, được chưa nhỉ? Bởi vì các bạn chỉ cần học tốt chương 1, các bạn chắc chắn sẽ học được tốt những cái chương về sau. Nhá. Học tốt chương 1 chắc chắn sẽ học tốt những cái chương về sau. Được chưa? Nào, câu cuối cùng của ngày hôm nay. Nào, câu số 24. Đấy. Câu 24 nó lại khó hơn một chút thôi, đúng không? Bây giờ nó không cho x lớn hơn bằng 3 nữa, nó lại cho là trị tuyệt đối x cơ. Trị tuyệt đối x cơ. Nào, mình sẽ giải ra nhá. Trị tuyệt đối x lớn hơn bằng 3
Và từ đây mình sẽ suy ra là x lớn hơn bằng 3 hoặc là x nhỏ hơn bằng trừ 3. Đấy, công thức này là công thức sách giáo khoa toán nhá, anh không nhớ toán lớp mấy đấy. Mình sẽ giải cái điều kiện trị tuyệt đối ra, đấy chưa? Và bây giờ mình sẽ biểu diễn trên vòng tròn lượng giác như thế nào. Nào, nào. Đây. Đấy. Ồ. Ồ, xấu thế nhỉ. Ờ. Trong buổi sau phải chuẩn bị cái compa mất. Vẽ này xấu quá. Đây, coi như vị trí x bằng 3 nó ở đây đi. Đấy, x bằng 3 nó ở đây. Đấy, chưa biết nó ở đâu cứ cho nó ở đây nhỉ. Và x bằng âm 3 thì nó ở bên này. Được chưa? Đấy, vẽ xấu quá các bạn thông cảm nhá. Không chấp nhận được rồi. Không chấp nhận được rồi. Từ 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 từ. Đây. Vẽ hẳn hoi, không các bạn chê xấu điều quá. Sợ lắm. Đấy. Nắn nót, nắn nót. Được chưa? Đấy. Ô này, trừ A này. A chưa biết đúng không? Nó đang bảo đi tìm đấy. Cái vị trí 3 thì thôi mình lấy ở đây đi. Được chưa? Đấy, dọc xuống. Được chưa? Đây. Trừ 3 thì ở bên này. Đấy, đẹp hơn rồi, đúng không? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Quá là đẹp, đúng không? Bây giờ mình sẽ cần giải hai điều kiện là x lớn hơn bằng 3 và x nhỏ hơn bằng trừ 3. Đấy, điều kiện để x lớn hơn bằng 3 thì nó sẽ phải là góc quét từ đây đến đây. Đấy, như cái câu vừa nãy thôi, đúng không? Góc quét từ đây đến đây. Được chưa? Và bây giờ mình sẽ giải tiếp cái điều kiện này nữa. X nhỏ hơn bằng trừ 3 thì cái góc quét này này, cái vector nó phải nằm trong khoảng từ đây đến đây, đúng không? Nằm trong khoảng từ cái cung này đến đây. Để cho ly độ của nó x lớn hơn bằng 3 và nhỏ hơn bằng trừ 3, đúng không? Ví dụ nhá. Đây, các bạn thử một cái vector ở đây đi, đấy chưa? Đấy, dòng xuống. Nó phải cho ly độ là âm 4 chẳng hạn. Nên nó có phải là lớn nhỏ hơn âm 3 không? Đúng không? Đấy, vậy thì cái góc quét ở đây nữa. Và tổng hai góc quét này là bao nhiêu độ? Nào, tổng hai góc quét này đầu bài nó cho là t trên 2, tức là 180 độ. Vậy thì mỗi cái bên này nó sẽ là 90 độ. Đấy chưa? Mỗi bên này nó sẽ 90 độ. Lại chia nhỏ ra tiếp, góc này nó cũng bằng góc này. Vậy thì mỗi góc này nó sẽ là 45 độ. Được chưa? Nó sẽ là 45 độ. Vậy thì biên độ nó sẽ là nào? Lấy 3 chia cos 45. Chia cos 45. Được chưa? Đấy. Biên độ của nó là 3 căn 2. Được chưa? Câu 24 là đáp án D. Được chưa? Được chưa? Xong chưa? 25D à? Có cả 25 luôn à? Rồi, Hữu Tuấn 24D. Ánh Nhạc 24D. Rồi, ok. Đấy. Khá là dễ, đúng không? Buổi học ngày hôm nay khá là thoải mái và dễ chịu. Đấy, nhưng mà anh bảo rồi, cứ từ từ. Sẽ còn nhiều buổi hấp dẫn nữa, đúng không? Những buổi đầu tiên này là những chỉ là những buổi mình khởi động thôi. Mình bắt đầu đi một đoạn đường dài thôi. Đi từ từ thôi, đúng không? Những buổi sau mới là những buổi hay này. Đấy. Khi mà anh cho một cái bạn những cái bài toán nâng cao ấy, lúc đấy các đầu của các bạn sẽ tự nảy số xem mình giải quyết cái dữ kiện này kiểu gì. Được chưa nhỉ? Đấy. Bởi vì bài toán nâng cao nó là tổng hợp của nhiều bài toán dễ mà, đúng không? Nhá. Buổi sau đặc biệt quan trọng nhá. Buổi kỹ thuật vòng tròn đa trục ấy cực kỳ quan trọng luôn, được chưa? Nó sẽ giúp các bạn giải quyết rất là nhiều bài toán khó kết hợp với kỹ thuật vòng tròn lượng giác nữa. Đấy. À, các bạn nhớ nhá, thứ hai lúc 9 giờ tối mình sẽ có mini test, được chưa? 20 câu vật lý nhá. Sẽ có bảng xếp hạng luôn, được chưa nhỉ? Đấy, xem bạn nào
xuất sắc nhất trong cái nhóm. Đấy chưa? Xem bạn nào xuất sắc nhất trong nhóm tự học điểm cao này. Đấy, xem vinh danh luôn. Đấy chưa? Hàng tuần sẽ vinh danh những bạn đấy. Rồi, ok. Buổi học ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhá. Đấy chưa? Buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào 9 giờ tối tuần này. Lúc 7 giờ. À đâu? Nhầm. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ 7 tuần này lúc 9 giờ tối. Đấy chưa nhỉ? Kỹ thuật vòng tròn đa trục. Nhá. Ok, ok, ok. Chào tất cả các bạn nhá. Chào tất cả các bạn nhá.